trận thi đấu đơn. Có rất nhiều thí sinh đến tham gia. Satoshi tái ngộ các đối thủ đã từng gặp trên cuộc hành trình. Satoshi, Tento và Iris đều được tham gia vào vòng thi đấu thứ hai một cách an toàn. Hiện giờ ở trận đấu thứ hai, nhóc Satoshi đang đối đầu với cô bé Hạ Đồng tên là Ranjure và tình thế đang ngày càng rất khó khăn. Cậu bé đã bị dồn vào chân tường không lối thoát. Cho em cho chị cùng mới mới